Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này đã thành phẩm nha mình nha. Cây này đã làm bán thành phẩm rồi. Cây rất chi là xung tốt luôn nha mình. Cây này có mã số là 617 nha. Có sơ đồ cái hoành lớn này là 75 này. Còn tổng hoành là 120. Cây cao tính từ cái mặt chậu nha mà lên tới tới đây là 45 nha. Cây này có cái chiều tán ngang nè. Chiều phóng ngang. Chiều phóng ngang tầm 85 90 nha mình. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 60 nha. Rồi cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 2 triệu 6 bao ship không chậu nha. Một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này đã thành phẩm nha mình. Cây nhà vườn nuôi này. Cái chì này. Toàn ngón tay cái luôn nha mình. Ở đây nó có cái cục nu bú khá là quái luôn nha. Cái này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu mới thay áo chăm nó nữa là ok thôi. Cái này đế mỏng đó nha mình, tại nhà vườn đang nuôi nè, nó còn lắp bên dưới á. Lũa này, lũa thép âm thân nha. Cái này siêu già luôn nha mình. Lọc non đang lên này, rất chi là đẹp mắt luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây rất già nha mình. Cây này nuôi thuần chậu lâu rồi, nhà mình yên tâm luôn. Rồi mình xem tham khảo nha. Nếu được chiên ưng ý thì rước em nó ủng hộ nhà vườn luôn. Này. Cây rất già nha mình. Rồi mình xem tham khảo nha. Rồi mã số 617. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 2 triệu 6 bao ship không chậu nha. Cho một cây cẩm thị kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.